Sáng nay, một chiếc ô tô 7 chỗ đã bị lật nhào trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, làm cho nhiều người đi xe máy một phen thót tim. Khoảng 8 giờ sáng, xe ô tô 7 chỗ biển số 51F23206 do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển chạy trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng cầu Sài Gòn đi cầu Thủ Thiêm. Khi đến giữa cầu thì bất ngờ lao qua làn xe máy, hút gãy hơn 10 mét lan can cầu rồi lật nhào nhiều vòng trên đường. Sự cố làm cho nam tài xế bị trầy xước nhẹ, phương tiện bị hư hỏng nặng, dầu nhớt tràn ra đường. Rất may thời điểm này, nhiều người đi xe máy phát hiện nên đã kịp thời tránh né. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các bên liên quan nhanh chóng có mặt khắc phục hiện trường. Vụ việc làm cho giao thông qua khu vực vô cùng khó khăn.